Một nhóm học sinh bị bắt tham gia vào trò chơi sinh tồn, muốn sống sót thì phải giành chiến thắng, nếu thua sẽ bị hóa vàng ngay lập tức. Vì mỗi vòng chơi chỉ cho phép một người duy nhất sống sót, vậy ai sẽ là người sống sót cuối cùng và người đó sẽ làm thế nào để có thể lần lượt thắng hết các vòng? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu với mình nha. Một buổi học bình thường như bao ngày, giáo viên lịch sử đang đứng trên bục giảng viết bài thì đột nhiên một âm thanh nhức tai vang lên, đầu của anh ta nát tươm, biến thành vô số hạt trân châu nhuốm màu đỏ máu rơi xuống đất. Bất ngờ một con lật đật xuất hiện trên bục giảng, hắn muốn cùng mọi người chơi trò 1, 2, 3 người gỗ, chỉ khác ở chỗ người thua sẽ phải bỏ mạng ở đây. Sau khi có vài người đăng xuất thì mọi người có vẻ như đã hiểu được quy tắc trò chơi. Con lật đật đắc ý khinh bỉ đám học sinh trong lớp, lớp trưởng chuẩn bị tìm cơ hội tháo chạy nhưng cửa đã bị khóa trái. Sau đó cậu ta liền biến thành vô số hạt trân châu. Trong đám người chỉ có duy nhất chàng trai đeo kính này bình tĩnh nói cho mọi người quy tắc của trò chơi, an ủi mọi người đến khi nào chạy thoát rồi nói sau. Anh chàng Satake đeo kính này vô cùng to gan, còn dạy nam chính của chúng ta lại tới cửa hàng để trộm CD, cực kỳ có khí chất của nam phụ. Satake phát hiện ra phía sau lật đật có một nút bấm, phía xung quanh chỗ đó có viết ấn vào thì sẽ kết thúc. Vài đứa học sinh xông lên trước muốn kết thúc trò chơi này, ai dè con lật đật lại nhanh chóng xoay người, học sinh nam bị nổ tung đầu, những học sinh nữ thì la hét thất thanh, máu đỏ biến thành những hạt ngọc rơi là tả xuống đất. Tuy rằng khá ảnh hưởng đến đam mê ăn uống, nhưng nhìn thế nào thì nó cũng giống hệt như trứng cá muối. Mọi người lại thay đổi sách lược muốn kéo dài thời gian, nhưng con lật đật lại tốt bụng nhắc nhở họ, trên đầu của nó có đồng hồ đếm ngược, một khi thời gian kết thúc e rằng tất cả mọi người đều sẽ phải hẹo. Thấy thời gian chỉ còn lại 1 phút đồng hồ, đám học sinh không kiềm chế nổi cảm xúc, từng người bị nổ tung đầu, những viên trân châu đỏ vương vãi đầy trên mặt đất giống hệt như trứng cá muối. Con lật đật bất giác ăn một miếng, xem ra mùi vị chẳng ra làm sao. Lúc này chỉ còn lại 2 người là San và Satake. Chính vào giây cuối cùng, San dẫm lên lưng của Satake rồi tung người bay lên, thành công ấn được vào chiếc nút kết thúc. Con lật đật hiển thị trò chơi kết thúc. Ngay lúc 2 người đang mải mê chúc mừng thắng lợi, đầu Satake nổ toang thành những viên trân châu máu. Thì ra chỉ có người duy nhất ấn nút mới có thể sống tiếp. Tiếp sau đó, con lật đật hiển thị đã qua vòng 1. Nó nói hiện giờ anh chính là chuột mèo San chuẩn bị tới rồi. Nghe vậy, anh chàng lặng người. Lúc này cửa phòng được mở ra, mà cô bạn Ichika Thanh Mai Trúc Mã của anh cũng may mắn sống sót, biết được cô cũng trải qua chuyện tương tự mình. 2 người lập tức muốn chạy thoát khỏi đây, ai ngờ phát hiện ra điện thoại không có tín hiệu, tất cả cửa nẻo đều bị khóa chặt, ngay đến cả thủy tinh cũng trở nên cứng như kim cương. Cuối cùng họ phát hiện được cửa nhà thi đấu bóng rổ có thể mở ra được. 2 người vừa bước vào thì cánh cửa lập tức đóng lại. Bên trong nhà thi đấu là những người may mắn sống sót của các lớp khác, mặt đất còn có lời nhắc nhở, đeo chuông cho mèo thì trò chơi sẽ kết thúc. Bên cạnh còn có cả trang phục để diễn chuột, một số người đều đã thay xong đồ. Chủ tịch hội học sinh yêu cầu người mới tới mặc vào, gần như chả ai thèm để ý tới cậu ta cả. Lúc này mặt đất bắt đầu rung chuyển, một con mèo thần tài dần dần xuất hiện, sau đó nó bắt đầu nuốt chửng từng con chuột một. Cả đám học sinh hoảng loạn, bắt đầu co chân chạy toán loạn. San thấy quả chuông lăn tròn trên mặt sàn, mà trên cổ con mèo còn có một cái rổ bóng rổ, xem ra chỉ cần ném quả chuông trúng rổ là thắng. San lập tức nhắc nhở mọi người, trùng hợp là trong đám người ở đây có cao thủ trong đội bóng rổ, anh chàng dùng một quả bóng để thử trước, dễ dàng trúng rổ. Sau đó anh ta cầm quả chuông lên nhắm chuẩn ném vào rổ, ai ngờ lại bị con mèo bắt được. Con mèo xoay người đánh bay cao thủ bóng rổ, cửa ải này nào có đơn giản vậy chứ. Cuối cùng San cũng phát hiện ra rằng con mèo thần tài này chỉ nhắm tới những người mặc đồng phục chuột. Anh tức khắc yêu cầu mọi người cởi đồ ra. Con mèo không thấy chuột đâu nữa, nó bắt đầu vô cớ tấn công bừa bãi. Ichika bị dồn đến chân tường, chợt quả chuông lăn đến bên tay cô. Ngay lúc Ichika sắp bị con mèo ăn sống thì San mặc bộ đồng phục chuột lên dẫn dụ nó đi. Anh nhận ra rằng mặc bộ đồng phục này vào thì có thể hiểu được ngôn ngữ loài mèo. Con mèo nói phía sau lưng nó đang rất ngứa, do vậy San liền nhảy lên lưng mèo nhiệt tình gãi ngứa cho nó. Những người khác cũng vác thêm dụng cụ giúp một tay. Không lâu sau, con mèo thoải mái đến độ ngủ thiếp đi. Lúc này chỉ cần ném quả chuông vào trúng rổ là xong chuyện, chỉ là tranh chấp lại xảy ra. Mọi người lo lắng trò chơi này sẽ xuất hiện tình huống như trò trước, ngoại trừ người ném bóng trúng rổ ra thì tất cả những người còn lại đều sẽ phải đăng xuất, ai cũng không muốn mạo hiểm. Mọi người bắt đầu tranh giành, hội trưởng hội học sinh dùng quyền thế để uy hiếp, chỉ là cãi mãi cãi đến khi con mèo tỉnh giấc, 2 học sinh bị nó xé xác thành mảnh vụn, thời gian không còn dư giả để nó ngủ thêm một giấc nữa rồi. San trông thấy vỏ bóng nổ nát tươm thì nảy ra một chủ ý, đã xưng là thần mèo mà còn dám tàn sát bừa bãi, chỉ cần đeo chuông lên cổ nó là có thể ngăn cản mọi chuyện. San và Ichika trốn trong phòng thiết bị, dùng đồng phục mèo để bọc quả bóng và chiếc chuông lại, muốn mượn kế thật giả lẫn lộn để dụ hoặc con mèo. Trong lúc chạy, San để lộ quả bóng rổ ra ngoài, mèo thấy vậy thì lén cười trộm. Ichika dùng lực ném chỗ đồng phục vào, ai dè lại bị mèo dễ dàng đánh bay, chỉ một cái cào đã khiến cả người Ichika te tua. Kế đó, San bắt đầu ném bóng, quả chuông được giấu bên trong lớp bóng ra bay vút đi, kế hoạch hoàn mỹ, không chút kẽ hở. Chỉ là San lại là một tên chơi bóng gà mờ, anh lỡ tay ném trạch bóng, cơ hội duy nhất cũng tan thành mây khói. Lúc này một anh chàng tóc xoăn nhảy từ trên đầu con mèo xuống, thế rồi đỡ lấy chuông sắt cho vào rổ. Trò chơi kết thúc, chúng ta gọi cậu ta là Takeru nhé. Con mèo bắt đầu đọc danh sách những người sống tiếp, trong đó chỉ có Takeru, San và Ichika. Vì sao lại như vậy chứ? San xoay người nhìn, thì ra những học sinh khác đều đã bị Takeru sát hại. Takeru là kẻ bạo lực điên cuồng, luôn mơ mộng đến viễn tưởng thế giới như ngày hôm nay. Cậu ta cho rằng kẻ mạnh mới có thể sống tiếp được. San là người đàn ông duy nhất mà Takeru công nhận, đã thế còn chụp trộm anh lúc chơi trò chơi. Thấy vậy, da đầu San chợt trở nên tê dại.
dại. Ngay lúc Takeru định ra tay với Ichika thì chợt con mèo phun ra một lớp khói trắng, thế rồi cả ba cùng nhau ngất xỉu. Toàn bộ học sinh cấp 3 của các trường học đều bị tấn công khủng bố, ít nhất đã có hơn 100 triệu thanh thiếu niên tử vong. Cùng lúc đó, một lập thể hình vuông xuất hiện giữa không trung mà những học sinh còn sống sót đang bị nhốt trong này. Quân đội triển khai hành động cứu viện, chỉ là ngay đến cửa vào mà họ cũng không tìm được. Cư dân mạng phong những học sinh còn sống này là đứa con của thần. Khi San tỉnh lại, bên cạnh anh chợt xuất hiện một em gái khác. Cô gái này chính là Soko, bạn tiểu học của San. Giữa hai người có thứ tình cảm khó nói thành lời. Còn có cả một học sinh học bá rất thích giả ngầu, khinh bỉ cất cao giọng đuổi hết những người khác ra ngoài. Còn có cả một cô gái ngồi góc tường, cả người đang run lên bần bật. Lời gợi ý của trò chơi thứ ba cũng xuất hiện. Dùng chìa khóa mở cửa thì trò chơi sẽ kết thúc. Bốn con búp bê Kokeshi bay từ bên ngoài vào. Chúng yêu cầu mọi người cùng nhau chơi trò tên là Kagome Kagome. Sau khi tiếng hát kết thúc, trong vòng 10 giây phải đoán được người sau lưng là ai. Người thử thách đầu tiên là học bá Taira. Taira bịt chặt mắt lại, bốn con rối Kokeshi xoay xung quanh cậu rồi hát. Tiếng hát kết thúc, Taira nói ra đáp án của mình. Đáp án trả lời sai, Taira bị bốn con rối khống chế, rồi cậu tự đập đầu mình thật mạnh xuống nền đất cho đến khi trở thành một đống thịt nhão. Taoka cũng không trả lời được, bị bốn con rối kéo hai chân rách toạc thành hai mảnh. Tiếp sau đây là đến lượt Soko. San muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nên đề nghị để bản thân chơi trước. Đám rối Kokeshi cũng vui vẻ đồng ý. Tiếng hát kết thúc, San đã dùng đoạn ghi âm lại tiếng nói của chúng để giở chút mánh khóe, lừa chúng phát ra tiếng lần nữa, dựa vào đó để suy ra đáp án cuối cùng. San ôm Soko tiến đến ải tiếp theo. Tiếp đó một cậu học sinh khác bỗng chạy tới, một con rối hung dữ rượt phía sau cậu ấy. Ba người nắm tay nhau thoát một kiếp nạn. Hóa ra con rối đó là kẻ chỉ biết tấn công, không có bạn bè. Soko nắm chặt tay San, kêu anh đừng buông tay ra. San lại tìm thấy cảm giác rung động. Lúc này lại có tiếng nữ sinh khác vang lên từ bên ngoài. Ba người vội vàng chạy qua, hóa ra là Ichika gặp phải con rối gỗ. San quả quyết buông tay Soko, xông qua nắm chặt Ichika. Vốn dĩ Ichika ở cùng một phòng với Takeru, nhưng sau khi vượt màn, Takeru đã tự cầm chìa khóa đi một mình. Soko nhìn hai người tay trong tay, không khỏi bốc mùi giấm chua ghen tuông, nhưng rất nhanh đã lại nặn ra nụ cười. Trong một căn phòng gần đó, một quả cầu cực lớn đâm xuyên qua tường, trên đó có 7 lỗ chìa khóa, cần 7 người cắm 7 chiếc chìa khóa cùng lúc vào rồi xoay thì mới có thể qua màn. Hiện tại chỉ có 6 người, 4 chiếc chìa khóa, nhưng thời gian chỉ còn 2 phút, nếu chạy ra ngoài tìm chắc chắn không kịp nữa. Lúc này Takeru quăng 3 chiếc chìa khóa từ ngoài vào, sau đó dứt khoát vặn đứt cổ một người dư thừa. Hành động này của cậu ta khiến những bạn học kia khiếp sợ, nhưng họ buộc phải tiếp tục trò chơi. Mọi người cùng vặn chìa khóa, trò chơi kết thúc, lần này 7 người đều sống sót. Theo lời gợi ý, bọn họ cần phải thay đồ mặc trong màn tới. Lúc này cuộc thi đấu của bọn họ được phát sóng trên màn hình lớn khắp các thành phố, giống như là một show livestream. San và mọi người đến màn tiếp theo. Nơi này vốn là nhà tắm công cộng, nhưng giờ đã bị băng tuyết bao phủ, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Một con gấu trắng trực tiếp xuất hiện trước mặt họ. Gấu trắng nói mình thích màu trắng nhất. Màn này rất đơn giản, chỉ cần mọi người nói thật là có thể qua ải. Nếu như có người nói dối, mỗi lần sẽ phải chọn một người ra, kẻ đó sẽ bị đánh đến mất mạng. Câu hỏi đầu tiên cực kỳ đơn giản, món ăn bạn thích nhất là gì? Có người thích ăn sushi, có người thích ăn ramen. Họ nói ra 7 đáp án khác nhau. Gấu trắng ngửi bằng mũi của mình, rồi chau mày nói có người nói dối. Bắt họ nộp ra người nói dối trong vòng 2 phút, nếu không mọi người sẽ bị ăn sạch. Phản ứng đầu tiên của mọi người khi gặp chuyện là cãi nhau. Takeru rất thích đổ thêm dầu vào lửa, bây giờ phải chọn ra một người. Eiji lập tức chọn Yukio đen đủi, cũng là người thích ăn cần tây. Làm gì có người thích ăn món này chứ? Kotaro, người đi theo Eiji cũng chỉ theo cậu ta. Takeru cũng góp mặt tăng thêm náo nhiệt, dù gì chỉ cần chọn ra một người là được. Sau đó Yukio đã bị gấu trắng nghiền nát. Câu hỏi tiếp theo, bạn có thích bạn San không nào? Eiji và Kotaro lập tức nói không thích. Takeru lại nói thích một cách chân tình, nhìn mà muốn giận cả người. Đến lượt hai cô gái, Ichika là bạn thanh mai trúc mã của San, ít nhiều gì cũng có cảm tình, cô ấy thích anh. Soko cũng nhỏ giọng nói thích. San cảm thấy mình tiến tới đỉnh cao cuộc đời. Cuối cùng là suy nghĩ của cá nhân San, anh dứt khoát nói mình chưa từng thích bản thân. Gấu trắng lại ngửi ngửi đánh hơi, nó chỉ ra đám người này lại nói dối quen thói. Rốt cuộc là ai đang nói dối? Người đáng nghi nhất trong bọn họ hiển nhiên là Takeru, người đàn ông biến thái này sao mà thích San được. San nói mọi người đánh là thương, mắng là yêu mà. Cũng có người nghi ngờ San, làm gì có ai ghét bản thân mình. Bây giờ mọi người bắt đầu nghi ngờ nhau, nhưng San đã phát hiện ra vấn đề. Với tình hình hiện tại, hoàn toàn không cần phải nói dối. Gấu trắng cho thêm manh mối, nói nó đã gài người bí mật vào trong nhóm bọn họ, giả vờ làm một con người, để loại bỏ tất cả mọi người. Không còn thời gian nữa. Eiji và Kotaro quyết đoán đổ hết tội lỗi lên đầu người khác, chỉ ra chỉ có Soko là không phải bạn học của họ. Takeru thấy thế thì vui sướng ra mặt, dù gì thì mọi người chọn ai cậu ta chọn người đó, chỉ cần có người ngỏm củ tỏi là được rồi. Vào mấy giây cuối, Soko chân thành nói tình cảm của mình dành cho San, sau đó bị gấu trắng một tay táng cho đến nỗi phải đóng hòm, máu bắn tung tóe khắp đất. Thật đáng tiếc, lại chọn sai rồi. Gấu trắng định hỏi câu tiếp theo thì bị San bắt dừng lại. Anh đã biết trong này ai là kẻ đang nói dối. Takeru còn giả vờ ngầu, nói mình vừa nhìn đã biết tổng, chỉ là không muốn nói. Hóa ra kẻ nói dối chính là con
gấu trắng cũng chính là người đặt câu hỏi. Ngay từ khi bắt đầu, trò chơi này đã là giả. Nó nói trong những người thử có đồng bọn của nó là giả, ngay cả gấu trắng cũng là giả nốt. Phần máu của Soko dính trên người nó khiến cho lớp nền trắng bong dần. Sun và Takeru dụ nó đến chỗ vòi nước, gấu trắng nhảy một phát rồi ngồi lên đó. Dòng nước nóng bắt đầu tuôn ra, làn khói khiến lớp sơn của nó trôi mất. Hóa ra nó là một con gấu đen. Như vậy, 5 người thuận lợi qua cửa, nhưng Sun không hề vui vẻ. Soko mà anh thích nhất đã bị hại chết. Đến trò chơi tiếp theo, một con búp bê Nga nhảy ra từ cửa. Chúng nói đây chính là màn cuối cùng. Màn này là trò chơi đá lon nhưng có thêm một đống quy tắc. Đại khái là chọn ra một người làm quỷ, những người còn lại trốn đi trước. Sau đó quỷ sẽ đi lấy cái lon rồi đặt giữa quảng trường là có thể đi bắt người. Bắt được 3 người coi như quỷ thắng. Những người còn lại có thể đá lon trước khi bị quỷ bắt. Như thế có thể cứu được một người. Nhưng cái lon đó sẽ phát nổ, cũng tức là một mạng đổi một mạng. Chúng nói một đống quy tắc mọi người không hiểu. Tóm lại là nhất định sẽ có người mất mạng. Thông qua việc bốc thăm, Takeru bốc chúng nhân vật quỷ. Trò chơi bắt đầu, cậu ta đá bay búp bê Nga khiến chiếc lon rơi xuống, đặt chính giữa quảng trường. Takeru nhanh chóng tìm được Eiji và Kotaro, bây giờ tìm thêm một người nữa là được. Ichika bị phát hiện lúc đang nhìn lén, Sun khóa cửa, dùng dây thừng trèo cửa sổ. Ichika xui xẻo bị Takeru bắt được, bây giờ Takeru chỉ cần ngồi trên cái lon chờ mặt trời lặn là thắng. Cậu ta khuyên Sun đừng trốn nữa, đợi mặt trời lặn thì cả hai cùng sống. Rất rõ ràng, đây là một âm mưu. Sun nhìn bộ giáp kế bên, nghĩ ra một kế hoạch, anh mặc bộ giáp lên rồi hiên ngang bước ra ngoài. Dựa theo quy định, quỷ nhìn thấy mặt người mới có thể bắt được. Nói thì nói vậy, nhưng mặc bộ giáp vào thì không thể hành động được. Mũ giáp bị Takeru dễ dàng gỡ xuống. Thấy Takeru sắp bắt nhốt được thêm một người nữa, cậu ta phấn khởi bước về, nhưng phát hiện mình bị trói bởi sợi xích của Sun. Anh nhảy từ trên lầu xuống, mặc bộ giáp này cũng để quyết sống mái với Takeru. Khi Takeru cố gắng kéo bộ giáp lên, Sun liền cởi bộ giáp ra rồi trèo lên trên, chạy tới đá cái lon đi, nhưng cái lon không hề phát nổ. Dù gì thì đến cuối Takeru đã bị loại. Tôi cũng không biết quy tắc này rốt cuộc là thế nào. Kết quả thần nói với họ, bản thân chỉ muốn chơi một trò vui vẻ, cái lon sẽ phát nổ chỉ là nói xạo thôi, hơn nữa người thua cũng không phải nghèo, không ngờ màn cuối cùng lại dễ như vậy. Pháo hoa bắn trên bầu trời, thần chuẩn bị cho họ 5 cây kem làm phần thưởng, mọi người vui vẻ mỗi người ăn một cây. Trải qua những chuyện này, Sun cũng nhận ra tình cảm của mình với Ichika, hai người quyết định ra khỏi đây sẽ làm nhiều chuyện tốt. Ăn được một nửa thì họ ngạc nhiên phát hiện trên que kem có chữ, chữ trên đó quyết định sinh tử của họ. Này có phải kem ngon lành gì, rõ là que sinh tử mới đúng. Thần lại nói với mọi người, mấy màn trước đều chỉ để kiểm tra thể lực, sự thông minh và sức tưởng tượng của con của thần, còn màn này để kiểm tra một điều kiện tất yếu, đó là sự may mắn, không may mắn thì làm gì cũng phí công. Cuối cùng chỉ có Sun và Takeru sống sót, hai người xuất hiện trên khối lập phương, trở thành đứa con của thần trong mắt mọi người. Cảnh cuối cùng, một người tự xưng là bố của thần xuất hiện sau lưng họ, những người theo dõi ở đó nói vẫn còn rất nhiều khối lập phương như vậy, người còn sống sót sẽ buộc phải tiếp tục vòng thử thách tiếp theo để chọn ra đứa con của thần thật sự. Bộ phim tới đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo trên kênh.